Rồi, Trạng Bonsai Phương chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 28 tháng 6 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có ổ xì rừng, hải châu, hồng quân yên trái, tùng la hán. Rồi, mà số 1 là một cây hồng quân yên trái nha mấy anh em. Cây này mọc cốt qua hai thân nha. Mọc cốt lên hai thân nha mấy anh em. Cây dáng thớ bonsai nha, cây để sống khỏe. Rồi em đo kỳ quan đây là 32 nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tận trên đỉnh là 55. Cây đã sống khỏe nha mấy anh em. Hoành 32, chiều cao là 55. Hồng quân yên trái rất là ngon nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 330 bao ship nha, 330k bao ship. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bá bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 2 là một cây tùng la hán nha mấy anh em. Cây này khá là to nha, cây này cốt rất là to, cây tây cành là mịn hết nha. Em vay cái bộ đớ nó cho anh em xem nha, cây cốt khá to nha, cốt một ném tay em nha. Em đo cái vành dưới đây là vành eo trên ngã đây nha mấy anh em, vành eo thân là 21 nè. Còn cái bộ đớ của nó là rất to nha, em đo vành trên đây là 21. Chiều cao là tính tư mặt chậu, lên tàu trên đỉnh là 48 nha, ngang tàng là 70. Cái này khá to nha mấy anh em. Cốt nè, rất to nha. Tùng mà nuôi cửa cốt này là rất là lâu nè mấy anh em. Cái này tầm mười mấy năm nha. Hoành 21, chiều cao là 48, ngang tàng là 70. Rồi giao lưu cho anh em là 1.200.000 bao ship nha, 1.200.000 bao ship cây tùng mẹ số 2 nha. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mẹ số 3 là một cây hải châu, lá nhỏ đẹp nha mấy anh em. Cây thân co lét này, bờ đớ trái. Rồi em đo cái quanh thân là 6 cm nha, chiều cao là 27, tàng ngang từ bên đây qua bên kia cũng là 27 nha. Rồi giao lưu cho anh em 170 bao ship nha, 170k bao ship cái hải châu mã số 3 nha, 170 em bao ship. Rồi qua mã số 4, cái hải châu mã số 4, cây này tàn bay nha mấy anh em, thân co lét nè, cây này lá nhỏ rí luôn nha, dòng hải châu sông cầu lá nhỏ rí luôn, cây cục bay nha, bờ đớ nè, rất dựng dàng. Rồi em đo cái quanh thân là 10 cm nha. Quanh thân 10 cm, chiều cao là 60, tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 60. Quanh 10 cm, chiều cao là 60. Ngang tàng là bên đây qua bên kia là 37 nha. Tàng ngang là 37. Tàng bay từ sau đây là bay tàng trước là 75 nha. Cái này tàng bay khá dài nha mấy anh em. Từ sau đây nha, là bay tao trước là 75. Rồi, giao lưu cho anh em là 480 bao ship nha, 480k bao ship cây hải châu mã số 4. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây tây cành mịn hết nha, anh em vừa chơi vừa nuôi thêm nha. Rồi, qua mã số 5. Qua cây hải châu mã số 5, cây dòng lá tròn, dòng lá sông cầu là tròn nha mấy anh em, dòng lá nè sáng bóng luôn nè, dòng hải châu sông cầu, cây mọc cốt hai thân dáng màu tử nha, bờ đớ là anh em yên tâm nha, bờ đớ rất là dựng dàng nè, cây tây cành nuôi nè sạch kiểm nha, cây thành phẩm nuôi sạch kiểm hết, cây dáng màu tử cốt khá to nha mấy anh em, quay bờ cho anh em xem nè, cây nuôi già nè, già khô cây luôn nha. Cây dòng lá sông cầu, cây chuẩn bị phun hoa nha mấy anh em, cây rất già, bờ đớ là anh em yên tâm nha. Rồi em đo cái quanh quanh đớ dưới đây nha, quanh đớ là 50 nha, còn quanh eo thân là 25, quanh thân lớn đây, quanh thân lớn là 16 cm nha, quanh thân nhỏ là 8 cm. Cây rất là già nha, cây nuôi rất là lâu nem, cây thân chậu lâu nem nha mấy anh em. Dòng lá nè,
cực kỳ đẹp. Chiều cao là tính từ mặt chậu nha, lên tới trên đỉnh là 48, ngang tàng cũng là 48 nha. Cái thành phẩm nha mấy anh em. Rồi, giao lưu cho anh em là 1.800.000 bao ship nha, 1.800.000 em bao ship cây Hải Châu mã số nem nha. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn. 1.800.000 bao ship. Rồi qua mã số 6, một cây Hải Châu dáng đổ nha. Cây dáng đổ treo rất là đẹp nha. Cây rất là già nha. Cây đang chờ trái rất là sai. Bờ đớ nè. Rất dùng dàng nha, bờ đớ nè. Thằng cò lét nha, cây đổ cò lét rất là nghệ thuật nha mấy anh em. Cây này nó cò lét tự nhiên rất là nghệ thuật. Rồi em đo cái quanh thân đây nha. Quanh thân là 11 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh đây là 28. Tàng ngang từ bên đây qua bên kia là 45. Tàng đổ từ sau đây, nó đổ tới trước đây là 57. Cây trái nè. Cây đang bắt đầu bước vào mùa trái. Trái rất sai nha, dòng Hải Châu sông cầu. Dòng lá cực kỳ đẹp, quẻ to, rất to nha, mùa rất sai. Dòng rất sai quẻ nha mấy anh em. Tây cành là mịn hết, cây thành phẩm nha. Cây thành phẩm. À, em quay cái dàn xương cho anh em xem nha. Cái già khù luôn nha mấy anh em. Thân cò lét nha. Lét tự nhiên nha. Bờ đớ đó là rất là dựng dàng nha. Một cây mini bò bang nha mấy anh em. Một cây mini rất là nghệ thuật. Hoành đớ là hoành thân là 11 cm nha. Chiều cao 28, ngang tàng 45, tàng độ nem 17. Rồi giao lưu cho anh em là 2.500.000 bao ship nha. 2.500.000 em bao ship cây Hải Châu mã số 6. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn. Rồi qua cây Hải Châu mã số 7. Cây này là tàng thiên nhiên nha. Thả tàng thiên nhiên, anh em giờ uống xua theo sở thích của mình nha. Cây dòng lá rất là đẹp. Cây này anh em giờ vừa chơi vừa làm giống nha. Dòng lá nó này cực kỳ đẹp nha, Hải Châu sông cầu. Cây này anh em giờ vừa chơi vừa làm giống nha. Cây cũng bắt đầu phun hoa này, dòng lá này nhỏ rí luôn nha. Rồi em đo cái hoành thân là 7 cm, chiều cao là 1 m nha. Hoành thân 7 cm, chiều cao 1 m, ngang tàng là 68. Cây này anh em giờ tây cành rất là già, anh em giờ uống siêu sở thích của mình nha. Rồi giao lưu cho anh em là 270.000 bao ship nha. 270.000 bao ship. Cây này tông cao nên là tiền ship rất cao nha mấy anh em. Em bán sẽ cho anh em giờ làm lại chơi nha. 270.000 bao ship cái Hải Châu mã số 7. Bên em là chậu xi măng không có ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bó bầu, cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 8. Cây Hải Châu mã số 8, cây này dòng lá tròn nè, dòng lá nè. Cực kỳ đẹp nha mấy anh em. Dòng lá này là rất là sai. Sai vẻ mà vẻ châm nha. Cây này là mọc bờ của nó gồm nem thân nha, mọc bờ nem thân. Cụm rừng nha mấy anh em. Lên tây cành là thẻ thiên nhiên luôn nha. Dòng tây cành này mình thẻ thiên nhiên là quẻ của nó rất là to nha. Rồi em đo cái quanh là 14 cm, chiều cao 70, ngang tàng 62. Quanh 14 cm, chiều cao 70, ngang tàng là 62. Cây tây cành khá là rộng nha mấy anh em. Dòng Hải Châu sông cầu, cây này cũng chuẩn bị phun hoa nha. Đây, nó cũng bắt đầu phun hoa này nha mấy anh em. Dòng này là quẻ chùm rất là sai quẻ nha. Rồi, giao lưu cho anh em là 700.000 bao ship nha. 700.000 bao ship cây Hải Châu mã số 8. Rồi qua mã số 9 là một cây ổ xì rừng nha. Dòng ổ xì rừng thì quẻ rất là thơm ngon. Cây này cầm rừng nha mấy anh em. Cây ổ xì rừng. Vương mọc bờ liền cốt nha mấy anh em. Mọc bờ liền cốt. Cầm rừng. Rồi em đo cái quanh là 70 nha. Quanh góc 70, chiều cao là 55, ngang tàng là 65. Quanh 70, chiều cao 55, ngang tàng là 65. Rồi cây Hải
cây ổ xì rừng mã số 9 giao lưu cho anh em là 400 bao ship nha. Anh em nào lái là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi, chào anh em.